Phản ứng của hot boy đội tuyển Việt Nam khi bạn gái tham gia Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2019. Huyền Trang cho biết gia đình và bạn trai không ủng hộ cô tiếp tục đi thi nhan sắc, nhưng cô vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ đến cùng. Vòng sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2019 đã diễn ra thành công rực rỡ trong hai ngày 21 và 22 tháng 1 tại Hà Nội, với rất nhiều người đẹp đô nước đến ghi danh. Ghi nhận từ ban giám khảo, các thí sinh năm nay có nhan sắc khá đồng đều. Ngoài gương mặt xinh đẹp, nhiều cô gái còn sở hữu hình thể ấn tượng. Trong đó, người đẹp Nguyễn Thị Huyền Trang, 23 tuổi, đến từ Quảng Ninh, là một trong những thí sinh được chú ý nhất ở vòng sơ khảo Hoa hậu bản sắc Việt khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, theo chia sẻ của người đẹp Huyền Trang thì gia đình và bạn trai trọng đại U23 không ủng hộ cô tiếp tục đi thi nhan sắc, nhưng cô vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ đến cùng. Các cuộc thi hoa hậu vốn có nhiều tai tiếng nên bố mẹ tôi không hài lòng, nhưng tôi nghĩ dù thế nào gia đình vẫn luôn tôn trọng lựa chọn của mình, tôi đã trưởng thành có thể tự quyết định tương lai của bản thân. Trước đó, trong phần thi bikini, bạn gái U23 trọng đại Nguyễn Thị Huyền Trang số báo danh 331 khoe nước da trắng ngần cùng vóc dáng đáng mơ ước. Trong bộ bikini màu sắc tươi trẻ, cô biết cách tạo điểm nhấn khiến mình nổi bật bằng cách cài thêm hoa lên tóc. Huyền Trang sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1m72 với số đo 3 vòng chuẩn 84, 62 và 90. Giữa tháng 8/2018, trọng đại dính nghi án hẹn hò với Nguyễn Huyền Trang, top 5 Hoa hậu Đại Dương 2017. Thời điểm đó, trọng đại khá nổi khi nằm trong danh sách đội hình đội tuyển U23 Việt Nam, giành HCB U23 châu Á 2018 lịch sử. Trước đó anh vốn đã nổi tiếng nhờ vẻ ngoài cao ráo và bảnh trai, không giấu giếm ngay sau đó Huyền Trang thừa nhận cả hai đang có quan hệ tình cảm. Mối tình của Trọng Đại và Huyền Trang sau đó nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng chính Huyền Trang là nguyên nhân khiến Trọng Đại sa sút phong độ. Có người lại cho rằng trong khi Trọng Đại khá kín tiếng thì Huyền Trang vẫn công khai mọi chuyện như muốn hướng sự chú ý từ người yêu sau thành công tại VCK U23 châu Á 2018. Dù cuộc thi chỉ mới bắt đầu, nhưng với những kinh nghiệm từng tham gia nhiều cuộc thi Hoa hậu, thì Huyền Trang, bạn gái Trọng Đại U23, sẽ có cơ hội lọt top cao tại cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2019. Pha cản phá của Văn Lâm xuất thần đến nỗi cầu thủ đội bạn phải thốt lên kinh ngạc. Từ chối cú sút của Minamino, Đặng Văn Lâm khiến tiền đạo người Nhật Bản phải kinh ngạc và không thể tin nổi vào mắt mình. Chiều tối ngày 24 tháng 1, trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết giải ASEAN Cup 2019 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản chính thức diễn ra, được xem là một đối thủ rất mạnh, từng 6 lần dự World Cup, 4 lần vô địch ASEAN Cup và ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Tuyển Nhật Bản dường như trên cơ về mọi mặt so với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và đúng như vậy, Nhật Bản đã ép sân ngay từ đầu với ý đồ có bằng được bàn thắng từ hiệp 1. Tuy nhiên, với màn chiến đấu đầy quả cảm của các chiến binh áo đỏ, những Samurai xanh phải rất khó khăn mới ghi được một bàn thắng vào phút thứ 25 từ pha phạt góc. Thế nhưng công nghệ VAR đã lên tiếng, cho thấy pha bóng đó, một cầu thủ của Nhật Bản đã chạm tay vào bóng và khung thành của Văn Lâm vẫn hoàn toàn sạch sẽ. Tuyển Nhật Bản không được ghi nhận bàn thắng sau khi trọng tài tham khảo VAR. Những phút thi đấu tiếp theo chứng kiến một tuyển Việt Nam đầy thăng hoa, một Văn Lâm đầy xuất sắc với nhiều pha cản phá tuyệt vời. Đặc biệt nhất là từ chối bàn thắng của số 9 Minamino. Trong một khoảnh khắc đó, Minamino đã tung ra cú sút dứt điểm mà theo nhiều người đánh giá là thủ môn nổi tiếng thế giới cũng khó mà cản phá được. Thế nhưng Văn Lâm đã làm nên điều kỳ diệu, cản phá thành công cú sút khiến Minamino phải kinh ngạc và không thể tin nổi vào mắt mình rằng Văn Lâm đã từ chối bàn thắng của mình. Ngay sau khi khoảnh khắc này diễn ra, người hâm mộ đã vỡ òa và không tiếc lời khen dành cho Đặng Văn Lâm với pha cú thua không khác gì bàn thắng của mình. Cầu thủ của đội bạn không tin vào mắt mình, pha cản phá của Văn Lâm. Trời ơi, đi ghi nhập hay sao mà Văn Lâm bay người kinh vậy? Hiệp này Đặng Văn Lâm một mình ghi hai bàn nhé, khỏi nói nhiều. Minamino đẹp trai thật, nhưng hôm nay không ai bằng Văn Lâm đâu nhé. Công Phượng với Văn Lâm là hai cầu thủ xuất sắc nhất hiệp này rồi. Mỗi lần Văn Lâm cản phá là muốn thót tim. Tuyển Việt Nam bị dẫn trước 1-0 bởi pha đá phạt penalty từ đội bạn. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn giữ vững tinh thần và chiến đấu hết mình trong cuộc chiến vừa qua, khiến cho fan hâm mộ vô cùng tự hào.
Nhã Phương vừa sinh con gái, Lý Nhã Kỳ khui chuyện Trường Giang làm bố trên sóng truyền hình. Thông tin Nhã Phương vừa sinh em bé bị rò rỉ thì Lý Nhã Kỳ tiếp tục thay hai nhân vật chính tiết lộ Trường Giang sắp có con. Sau 3 tập được quan tâm nồng nhiệt, chương trình U2 gì thế này đã mạnh dạn thay đổi format của chương trình để tăng thêm những thí nghiệm khoa học và hàng thật vật giả. Chuyên mục ám hại rất nhiều hàm răng sứ của các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ở tập này, Lý Nhã Kỳ, Chí Thiện, Xuân Nghị và Gia Gia Trương Nhi là bốn gương mặt khách mời cùng giải mã những bí mật cùng khán giả. Thế nhưng nội bộ giữa các nghệ sĩ ngay lập tức bị lục đục vì Trường Giang. Được các đồng nghiệp vô cùng ưu ái là Lý Nhã Kỳ, vừa xuất hiện nữ hoàng thảm đỏ đã được tất cả các nam nghệ sĩ hát tỏ tình, trừ Trường Giang. Không những thế, Lý Nhã Kỳ còn chứng minh đẳng cấp chị đại khi thay mặt đàn em trừng trị Trường Giang. Trong thử thách hàng giả vật thật, các nghệ sĩ bước vào nghi án trộm long tráo phụng của một đám cưới vương giả. Giữa hàng loạt ngọc ngà châu báu, họ sẽ phải tìm ra đâu là vật phẩm giả làm từ kẹo. Là một doanh nhân, Lý Nhã Kỳ đòi bỏ cuộc vì tiền thưởng 8 triệu, không đủ kinh phí chỉnh sửa trang sức nếu cô gắng phải vật dụng thật. Sau đó, cô đã phải vận dụng kỹ năng nhìn ngắm trang sức của mình để tìm ra đâu là món hàng giả. Cũng trong thử thách này, Lý Nhã Kỳ bất ngờ tiết lộ Trường Giang sắp có con và sẽ tặng anh một con heo vàng may mắn. Khi nghe bà chủ Kim Cương nói điều này, Mười Khó cười bối rối và không quên hỏi cái gì vậy. Được biết, theo một nguồn tin thân cận, Nhã Phương tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 1, đồng thời cho biết bà xã Trường Giang đã sinh con gái. Từ khi mang bầu đến nay, cả Trường Giang, Nhã Phương đều im lặng. Khán giả chỉ được biết qua xác nhận của ca sĩ Trung Quân và nhà sản xuất phim Trạng Quỳnh. Hiện tại, những thông tin hay hình ảnh về con gái đầu lòng của nữ diễn viên và Trường Giang được bảo mật tối đa. Phía cặp đôi cũng chưa lên tiếng hay chia sẻ thông tin này đến với khán giả. Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu, về nhà thôi, về ăn Tết cùng với dân tộc, hỡi các chiến binh áo đỏ sao vàng quả cảm. Sau khi kết thúc trận đấu giải U23 châu Á năm 2018, giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ông Park Hang-seo đã nói với cầu thủ của mình, chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu. 90 phút trận đấu vòng tứ kết giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bạn. Đầu tiên, xin được gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Nhật Bản đã giành được tấm vé đi tiếp trong khuôn khổ giải đấu ASEAN Cup 2019. Còn đội tuyển Việt Nam chúng ta ơi, các bạn đã liên tục làm nên những phép màu mà người hâm mộ chưa bao giờ dám nghĩ tới. Rồi những ngày sau này, của 10 năm, của 20 năm, người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ vẫn mãi không thể quên được trận đấu giữa các cầu thủ áo đỏ sao vàng trẻ tuổi, đối đầu trực tiếp với đội tuyển đã 4 lần vô địch châu Á. Đó là trận đấu mà các cầu thủ của chúng ta chiến đấu dũng mãnh với 200% năng lượng và lòng quyết tâm. Thú thật, tôi không phải là một fan thường xuyên của bóng đá, nhưng những gì mà các cầu thủ của chúng ta đã làm buộc tôi ngồi lại trước màn hình TV, nhìn các cầu thủ của chúng ta quỵ ngạo sưng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, rồi cả những chiếc áo thi đấu ướt sũng mồ hôi, tôi thấy cảm động. Sức ép đè lên vai họ là quá lớn, tất nhiên đó cũng là động lực thúc đẩy họ làm nên những kỳ tích. Tôi đã nhảy cẫng lên khi trọng tài công bố quả đá phạt vào lưới, thủ thành Đặng Văn Lâm của đội tuyển Nhật Bản không được công nhận. Trong đầu tôi thầm nghĩ Việt Nam vẫn còn cơ hội. Niềm tin càng vững mạnh hơn khi 45 phút thi đấu hiệp đầu tiên, hai đội vẫn giữ tỷ số hòa 0-0. Nhưng thực tiếc, sau đó lưới của Đặng Văn Lâm đã rung lên khi Nhật Bản đá penalty thành công. Chúng ta không kém họ, chỉ là chúng ta chưa may mắn mà thôi. Những phút thi đấu sau đó, các cầu thủ chúng ta đã có nhiều cơ hội tấn công nhưng không thành công. Những cú sút hoàn hảo nhưng thiếu may mắn để lại sự tiếc nuối rõ rệt trên gương mặt các cầu thủ. Ấy thế mà, họ vẫn động viên nhau, nhắc nhở nhau phải thi đấu tập trung hơn. Với họ một giây cũng là một tia hy vọng trên sân cỏ. Tôi khi ấy cũng chắp tay cầu nguyện cho đội tuyển nước nhà. Tôi tưởng chừng như mình đã không thể xem tiếp được trận đấu này bởi không khí thật nghẹt thở. Đấy là tôi còn theo dõi qua màn hình. Chứ nếu tôi được theo dõi trực tiếp ở UAE thì có lẽ tôi sẽ phải che mắt và kìm lòng mình xuống vì quá hồi hộp, quá gay cấn và quá tuyệt vời. Chẳng thể trách được vì các cầu thủ của chúng ta, vì họ đã chiến đấu quá hoàn hảo. Nhiều người bạn của tôi còn không tin được đây là một trận đấu của đội tuyển Việt Nam mà ngỡ là một đội tuyển thế giới nào đó. Các cầu thủ thi đấu có gì sợ, họ ra sân mà ánh mắt ngời ngời hào khí.
khi quyết tâm cao ngút trời, ngôi sao vàng trên ngực trái đã truyền niềm tin cho chính họ và một trong tương lai đầy hứa hẹn của bóng đá nước nhà. Sau khi kết thúc trận giải U23 châu Á năm 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đã nói với cầu thủ của mình: "Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu?" Và trong trận đấu này cũng thế, chúng ta thua và chúng ta hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu hỡi các chàng trai áo đỏ. Chúng tôi, những người hâm mộ ở nước nhà và đang sinh sống tại nước ngoài, vẫn luôn theo dõi, ủng hộ và theo sát các bạn. Các bạn đã làm quá tốt rồi, chúng ta không phải buồn vì chúng ta đã làm hết sức. Mà đã làm hết sức rồi thì đó là một điều đáng khen ngợi, đáng học hỏi. Thời gian còn dài, các cầu thủ trẻ tuổi à, chắc hẳn kỳ ASEAN Cup này các bạn đã, đang và sẽ trưởng thành nữa. Chúng tôi có một niềm tin tuyệt đối vào khả năng và sức mạnh của các bạn. Các bạn đã rất giỏi, về nhà thôi, về ăn Tết cùng với dân tộc các bạn nhé. Cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo, cảm ơn đội tuyển Việt Nam, cảm ơn vì chúng tôi đã xem được một trận cầu mãn nhãn và công bằng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.